Chị ơi, xây nhà trên đất không có sổ đỏ thì có được không ạ? Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn mà không nằm trong khu bảo tồn, di tích lịch sử văn hóa thì bạn sẽ không cần phải xin giấy xây dựng. Còn nếu bạn xây dựng nhà ở tại những khu đô thị thì bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng nhà ở. Và trong đó thì khi bạn xin giấy phép xây dựng nhà ở thì chỉ cần có một trong các loại giấy tờ có thể chứng minh được quyền sử dụng đất mà không bắt buộc phải có sổ đỏ thì bạn có thể được cấp giấy phép xây dựng. Và khi đó thì bạn có thể xây nhà trên đất này và hoàn toàn là hợp pháp.